đang có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nơi đây đang chuẩn bị diễn ra những hoạt động chào mừng đại lễ 15 Thăng Long Hà Nội. Có rất đông những người dân ở khắp mọi nơi đang tụ hội về để tham dự vào chương trình vô cùng đặc biệt này. Bác ơi, con hỏi bác đến đây từ mấy giờ bác? 6 giờ đến 6 rưỡi đây. 6 giờ 6 rưỡi còn đến sớm vậy ạ. Bác đến đây thì bác cảm thấy không khí thế nào? Không khí tức là trời mát đẹp và nhân dân đông lắm, các tỉnh về rất là vui. Nên tôi cứ ngồi đây cho đến trưa. Bác đi với ai? Đi mỗi mình thôi. Đi mỗi mình thôi. À, sao, tại sao bác lại một mình bác, mà bác lại đi nhưng mà đến đây? Đến đây để xem hoa. Dạ. Không chỉ có những người Việt Nam mà buổi sáng ngày hôm nay còn có rất đông những bạn bè quốc tế đến tham dự chương trình khai mạc lễ hội. Excuse me, sir. Yes. May I ask you a question? Yes. Where are you from? I am French people. Ein Song Ho Hanoi, Bun Nam, and the Qua Hain La Viet. Vợ anh là người Việt Nam, yeah, là người Việt Nam, đã sống ở Việt Nam 4 năm rồi. Okay. Yes, yes. I am very happy for Hanoi today. Uh-huh. It's a beautiful day for Hanoi. I'm rất vui. Rất vui. Hà Hanoi. Rất đẹp. Rất đẹp, ngày hôm nay rất đẹp. Oh, your Vietnamese is very good. Tiếng Việt của anh rất tốt. Chúc mừng. Hầu hết các phương tiện giao thông đều không thể di chuyển vào khu vực phía bên trong của Hồ Hoàn Kiếm. Do đó, nhiều du khách và tôi lúc này đang thong dong thả bộ để hòa với những hoạt động xung quanh của chương trình đại lễ. Nơi diễn ra buổi lễ khai mạc là khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Do diện tích của quảng trường có hạn, thế nên chỉ có những quan khách và những đại biểu có thể tham dự trực tiếp vào buổi lễ này. Và chắc chắn là sau khi mà chương trình khai mạc diễn ra xong, thì việc di chuyển và đi lại của tất cả mọi người sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dù không thể trực tiếp có mặt tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, thế nhưng tôi và rất nhiều những người dân vẫn có thể theo dõi chương trình của lễ khai mạc thông qua những màn hình máy chiếu lớn như thế này được đặt ở khắp xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Và ngày hôm nay, nghệ sĩ Phạm Hoa là người đã xây dựng kịch bản cho chương trình khai mạc, một chương trình đậm chất văn hiến, anh hùng và khát vọng hòa bình của dân tộc. Trong buổi sáng ngày hôm nay, ngoài khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ còn có 5 sân khấu nữa ở xung quanh Hồ Gươm đang diễn ra những hoạt động văn hóa nghệ thuật với những chủ đề khác nhau. Lúc này tôi đang đứng ở ngã tư Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng và một sân khấu ở đằng sau tôi với chủ đề Hà Nội trái tim của cả nước. Hà Nội thực sự là trái tim của cả nước khi tôi nhìn thấy rất đông các bà con dân tộc của chúng ta cũng có mặt ở đây. Chào các chị có phải là em nhìn thấy mặc trang phục này là người Mường đúng không ạ? Đúng ạ. Dạ, các chị đến đây từ lúc nào? Từ lúc 3 giờ sáng. 3 giờ sáng nay đi rồi. Các chị đi bằng gì ạ? Đi xe ô tô. Đi xe khách. Dạ. Năm 1999, Hà Nội được UNESCO phong tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình. Và đó cũng là một chủ đề của chương trình nghệ thuật diễn ra trong buổi sáng khai mạc ngày hôm nay. Hôm nay được đi bộ thong dong quanh khu vực Hồ Gươm mà không nhìn thấy bóng dáng của xe cộ giống như thường ngày và được lắng nghe những giai điệu êm ái dịu dàng, tôi mới hiểu hết được sự thanh bình và yên ả của thành phố này. Thăng Long Hà Nội chính thức tròn 1.000 năm tuổi. Rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đang tiếp tục diễn ra và những người dân Hà Nội nói riêng và những người con của Việt Nam ở trong và ngoài nước nói chung đang nức lòng hướng tới ngày đại lễ vô cùng thiêng liêng và trọng đại của dân tộc.